Vẽ đoàn tàu hỏa đơn giản dễ dàng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ phần đầu tàu. Đây là tàu hơi nước. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ phần ống khói của tàu. Và vẽ phần thân tàu nó đi đến đường chân trời. Phần ống khói thì chúng ta dùng bút chì, chúng ta gảy những cái làn khói ở dưới nhỏ và to dần lên trên. Tiếp đến là chúng ta tỉa chi tiết những cái toa tàu và nó đi theo hình vòng cung uốn lượn và vẽ cái đường ray cho nó. Vẽ thêm một núi đằng xa cho phong cảnh nó tự nhiên. Và vẽ thêm những cái ruộng và chia ô cho những cái từng cái thửa ruộng. Tiếp đến là chúng ta sẽ vẽ những cái hòn đá, những cái gờ đá và một cái bờ để cái đường ray chạy bên trên bên dưới là hồ nước, ruộng nước. Tiếp tục đẩy sâu những cái phần chi tiết của tàu. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành con tàu.